Thấy rõ không? Cái này là bánh croissant. Nổ bùng. It looks like cái này là cái bánh đường nâu. Cái này mình thích dùng brown sugar, đường nâu. Tại Tào vì xoài. trong cái chất bánh này nó không có độ ngọt. Rồi bây giờ mình để ăn thử ha, cái này là cái đường. Cái đường ngọt dừa. Mình thử cái này cái xoài. Một cái đường, một cái xoài còn hơi bị lạ, mình bỏ thêm xoài ha, vô dĩa nè. Rồi mình chế, mình thích ăn cái đường like corn syrup. Đường bột lên.